Thưa quý vị, du lịch Đà Nẵng hiện nay trên đà khởi sắc sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, thành phố vẫn đang phải đối mặt với thách thức về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này. Đây cũng là câu chuyện nóng hổi đặt ra cho du lịch Đà Nẵng để phục hồi mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đón đầu việc phục hồi toàn diện ngành du lịch, thời gian gần đây Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã ban hành các kế hoạch về khôi phục nguồn nhân lực du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động tập huấn miễn phí nghiệp vụ du lịch, xây dựng web e-learning và triển khai các khóa đào tạo trực tuyến, khảo sát người lao động và doanh nghiệp du lịch về mức độ sẵn sàng mở cửa, đồng thời tích cực phối hợp với Hiệp hội Du lịch và các hội viên tổ chức nhiều chương trình và các hội thành viên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để khôi phục nguồn nhân lực, sẵn sàng cho sự phục hồi của du lịch thời gian đến. Chúng ta cũng thấy là lãnh đạo sở cũng như thành phố có một cái sự quan tâm và đánh giá được, dự đoán được về cái tình hình tăng trưởng du lịch cũng như về cái tình hình về nhân lực của du lịch Đà Nẵng, mà để chúng ta kịp thời thích ứng khi chúng ta tăng trưởng lên và chúng ta không bị bất ngờ, chúng ta không có bị thiếu hụt về cái nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp du lịch hiện nay chưa có nhu cầu tuyển dụng trở lại vì nhiều nguyên nhân. Nếu có tuyển dụng, doanh nghiệp cũng phải đào tạo lại nhân sự sau thời gian dài không làm việc và đào tạo thêm các nghiệp vụ mới về phòng chống dịch, các quy định khi đón khách. Mặt khác, tình trạng nguồn nhân lực dịch chuyển từ du lịch qua các nhóm ngành khác vẫn chưa có xu hướng quay trở lại, cùng với sự khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt tại các vị trí lãnh đạo, quản lý, trưởng bộ phận các dịch vụ ẩm thực, lưu trú cao cấp cũng đang là vấn đề đặt ra. Qua 2 năm, chắc chắn rằng cái trình độ nghiệp vụ chuyên môn sẽ bị giảm sút. Ví dụ như hướng dẫn viên, đặc biệt là hướng dẫn viên quốc tế, thì trình độ ngoại ngữ sẽ giảm sút. Nghiệp vụ là một cái thói quen, qua 2 năm anh không phục vụ thì nó sẽ có cái phần sơ sút. Thì chúng ta phải có những cái lớp, những cái buổi để bổ sung kiến thức về nghiệp vụ cũng như kiến thức chuyên môn. We need joint effort. Sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch đã mất đi khá nhiều các lao động có kỹ năng. Hiện nay thành phố đang dần đón du khách trở lại du lịch. Tôi nghĩ chúng ta nên kết nối tất cả các tổ chức. Việc khôi phục lại nguồn nhân lực du lịch có chất lượng nên là một dự án chung của tất cả các bên liên quan. Không thể chỉ trông cậy vào một tổ chức, một trường đại học hay một khách sạn, resort, mà tất cả chúng ta phải cùng chung tay. Theo dự báo, năm 2022, số lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng ước đạt 3,5 triệu lượt, tương ứng với số lượng nguồn nhân lực du lịch dự kiến là 35.000 lao động, nhưng tốc độ tuyển dụng lao động ngành du lịch được ước tính chỉ khoảng 80% so với tốc độ phục hồi của lượng khách lưu trú.